Liên Hiệp Quốc sẽ công bố báo cáo về tội ác chiến tranh Sri Lanka. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền hôm nay cho biết, Liên Hiệp Quốc sẽ phát hành một báo cáo vào thứ Tư về tội ác chiến tranh trong cuộc nội chiến Sri Lanka và sẽ yêu cầu các thủ phạm phải đối mặt với công lý. Đúng ra, tổ chức quốc tế này đã phát hành những phát hiện về tội ác của cả chính phủ và nhóm nổi dậy Hậu Tham Miu vào tháng 3, nhưng đã đồng ý trì hoãn việc công bố 6 tháng để chính phủ mới tìm hiểu lý do tại sao các nghi phạm đã không bị truy tố. Vào ngày hôm nay, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền dix Ra'ad al Hussein đã ca ngợi những nỗ lực của chính phủ mới nhưng nói rằng đã đến lúc công bố bản báo cáo. Theo một báo cáo trước đó của Liên Hiệp Quốc, khoảng 40.000 người dân tộc thiểu số Tamil đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công cuối cùng trong năm 2009, theo lệnh của cựu tổng thống Mahinda Rajapaksa, để kết thúc cuộc nổi loạn kéo dài của nhóm giải phóng hậu Tamil. Hội đồng Liên Hiệp Quốc không có quyền ra lệnh truy cứu, nhưng báo cáo này được dự kiến sẽ thúc đẩy một quá trình tư pháp, được hỗ trợ bởi các giám sát viên quốc tế mà có thể liên quan đến các quan chức ở cấp cao nhất trong thời gian cai trị của ông Rajapaksa. Một chính phủ liên minh mới được hình thành bởi người kế nhiệm Rajapaksa. Tổng thống Maitri Pala Sirisena đã tìm cách hòa giải với người thiểu số Tamil và hứa hẹn một quá trình tư pháp trong nước, nhưng đã không giải thích rõ là quá trình tư pháp sẽ tiến triển như thế nào. Thủ tướng Ranil Wickremesing đã đến Ấn Độ vào ngày hôm nay thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ sau cuộc bầu cử hồi tháng trước. Ông đã yêu cầu thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hậu thuẫn cho một quá trình tư pháp trong nước do Hoa Kỳ đề xuất, với hy vọng rằng Ấn Độ có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để dập tắt những nghi ngờ trong cộng đồng Tamil rằng quá trình tư pháp sẽ được thực hiện công bằng và vô tư. Ấn Độ có liên kết chặt chẽ với cộng đồng Tamil Sri Lanka trong năm ngoái đã bỏ phiếu trắng đối với một nghị quyết kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về tội ác chiến tranh sri lanka